các bạn biết nói chuyện với người cùng tần số và hợp tần số về vấn đề sách sẽ là như thế nào không? Ví dụ nhá. Ba, sáng nay em thổi kèn đàn ca 6 nhị cho ba có thích không? Có. Ba thích cái tư thế nào nhất? Thổi kèn ca 6 nhị này còn nhiều tư thế á. Đúng rồi, tại vì trước khi mà mình vào lâm trận thì em thổi kèn xong rồi em còn những cái kỹ thuật khác chứ đúng không? Nhưng mà ba nhớ nhất đó là con cún gâu gâu này, thổi kèn này, hay là vũ công ba lê, tại vì lúc đấy mà ba bế em thấy là sức ba có vẻ là hơi yếu. Đấy, ba thích cái nào? Ba thích kiểu con chó. Con chó, con cún gâu gâu gâu. Con cún à? Đấy, thế lần sau mình cứ cười con cún nhá. Con chó không thì kiểu ngồi lên ấy. À, ngồi lên kiểu như là phượng hoàng tung cánh à? Đấy là kiểu người ta gọi là hoa sen cái gì nhở? Em quên mất rồi, cái gì em quên mất cái từ hoa sen này. Thế bây giờ em hỏi này, thế bình thường ba hay đi với gái thì ba hay thực hiện tư thế nào? Đi với gái lại thực hiện tư thế nào? Có đi với gái mà thực hiện tư thế? Tỉnh đấy. Đi với gái ấy, thì là người ta cùng lắm cũng chỉ là đi ăn, đi trêu vui thôi, chứ làm gì có tư thế. Nhớ nha, nếu mà thời gian tới em bắt gặp ba đi với một cô gái nào đó hoặc bắt gặp một cái gì đó, lúc đấy đừng trách nhá. Ừ, thì người ta nói chuyện bằng mồm. À, nói chuyện bằng mồm, giỏi rồi. Thế bây giờ lúc nào em sẽ up cái video này lên, em hỏi các anh xem được cái video này, đó là các anh hay áp dụng tư thế nào, và các anh nếu mà lỡ đi ra ngoài ăn phở tòm tem thì các anh hay nói chuyện bằng gì? Ăn phở, ăn ra ngoài ăn phở đúng không? Một tay cầm đĩa, một tay cầm thìa, thế là cứ thế mà múc nước lên húp thẳng trong bát còn gì nữa. Đúng kiểu húp còn gì nữa. Rồi húp rồi. Đúng kiểu húp mà. Rồi. Thế có đúng tư thế húp không? Húp, đúng rồi. Giỏi rồi. Đúng tư thế húp.